Hello, chào mừng bạn quay trở lại với kênh YouTube Tập Yoga cùng Yogi Travel VN. Mình là Thương Bình. Và bài tập yoga của ngày hôm nay sẽ là một bài tập yoga tập trung vào vùng bụng và vùng bắp đùi. Bài tập này phù hợp cho những bạn nào muốn giảm cân, muốn săn chắc và thon gọn lại toàn thân. Mình có hai điều lưu ý nhỏ trước khi bạn bắt đầu bài tập. Thứ nhất là bạn phải luôn hít thở đều. Và thứ hai là bạn phải cố gắng siết chặt cơ bụng lại và gồng chắc bụng khi bạn tập thì hiệu quả mới tăng cao và không làm bạn đau lên phần thắt lưng. Nào, chạy thảm ra và bắt đầu thôi nha! Để bắt đầu, bạn ngồi lên giữa thảm, thả lỏng hai tay lên đầu gối, đẩy lồng ngực ra sau một chút xíu, nhắm mắt lại. Mình hít thở một vài nhịp trước khi mình vào bài tập. Giữ nhịp thở êm và đều bằng mũi. Hít vào bằng mũi và thở ra bằng mũi. Một nhịp thở cuối cùng. Rồi bạn nhẹ nhàng mở mắt ra. Hít vào, bạn dang ngang tay và vươn hai tay lên trời. Cố gắng rướn dài và vươn các ngón tay cao lên. Ngẩng mặt nhìn lên luôn nếu được. Hít sâu, thở dài ra. Một nhịp nữa hít vào, bạn rướn cao tay lên. Thở ra, bạn hạ tay phải xuống đất và rướn người kéo giãn lườn bên trái ra. Cố gắng thả lỏng vai phải, rạp quỳ chỏ phải xuống và kéo căng lườn bên trái nhiều ra. Hít vào, vươn hai tay, dài người kéo giãn lên. Thở ra đổi bên, chống tay trái xuống đất và kéo giãn lườn bên phải ra. Một vòng nữa hít vào, vươn hai tay, rướn lên, thở ra nghiêng về bên phải. Chống tay phải, hít vào, vươn và nhìn lên, thở ra, nghiêng về bên trái. Hít vào, vươn hai tay và thở ra, hạ hai tay xuống đầu gối. Mình bắt đầu một vài động tác head count. Bạn chống hai tay về phía trước, lùi hai đầu gối ra sau. Cố gắng giữ hai tay, chống các ngón tay xòe ra và bám xuống dưới sàn. Cổ tay và vai thẳng hàng nhau. Hai đầu gối của bạn mở rộng ra bằng hông. Đầu gối thẳng hàng với hông. Tay bạn bám chắc dưới sàn, tập trung vào lưng. Cố gắng đẩy thẳng cánh tay. Hít vào, hạ phần thắt lưng xuống và ngẩng mặt, rướn người lên. Thở ra, cuộn tròn người lại, kéo cằm vào lồng ngực. Hít vào, hạ thắt lưng, ngẩng mặt chống thẳng tay rướn người lên. Thở ra, cuộn tròn vào trong, cằm kéo vào lồng ngực đẩy cao vai lên. Hít, thắt lưng hạ, ngẩng mặt rướn cằm lên. Thở ra. Một nhịp nữa hít vào. Hạ thắt lưng, rướn và ngẩng cằm lên, thở ra. Rồi từ vị trí này, mình quay về vị trí trung tâm. Hai cánh tay bạn vẫn bám chặt dưới sàn, nhìn thẳng về phía trước và bạn nâng phần thắt lưng của bạn lên. Nâng phần thắt lưng lên, lúc này cơ bụng của bạn sẽ được kéo lên, cảm giác phần lưng của bạn không lỏng xuống mà nó được nâng lên, gồng và siết chặt cơ bụng của bạn ở đây. Nhìn thẳng về phía trước, hai cánh tay đẩy thẳng ra.
Giữ ở đây, hít thở đều. Cảm nhận phần mỏi lên hai vai, bạn đẩy thẳng vai lên và phần căng lên ở trên phần cơ bụng của bạn. Hít và thở dài ra. Động tác này cảm giác rất là dễ, nhưng mà thực ra nếu mà bạn gồng bụng nhiều thì rất là mỏi. Thêm một nhịp thở nữa, hít. Rồi thở dài ra. Cố gắng giữ cố định phần thân trên, đầu gối giữ chắc, hai tay giữ chắc, cơ bụng giữ chặt ở đây. Từ từ thẳng chân phải ra sau, chỉ thẳng chân phải và nhón mũi chân phải dưới sàn. Vẫn tiếp tục hóp bụng và nhìn thẳng về phía trước. Giữ chắc, hít đều, thở đều ra. Một nhịp nữa, rướn căng bụng và đẩy thẳng vai, nhìn chéo về phía trước. Hít sâu, rồi từ từ hạ đầu gối phải dưới sàn, thả lỏng lưng xuống. Và mình lặp lại cho chân bên trái, hít vào, hóp bụng, nâng người, nhìn thẳng về phía trước. Cố gắng kéo căng cơ bụng của bạn lên, siết bụng chặt lại, vai đẩy thẳng, cánh tay thẳng ra, bám chặt các ngón tay dưới sàn. Tập trung nhìn chéo về phía trước, giữ cố định phần thân trên, hai vai giữ chặt, phần hông giữ chặt, đầu gối bên phải chống dưới sàn. Từ từ thẳng chân trái ra, nhón mũi chân trái chỉ ra sau và nâng phần hông lên, nhìn về phía trước. Giữ ở đây, cảm nhận độ rung ở trên vai của bạn nè, lúc bạn đẩy cao lên, và độ căng của phần bụng. Đừng nín thở, hít thở đi. Mỏi, cố gắng chỉ thẳng chân phải ra sau nhiều, chân trái ra sau nhiều hơn, nâng hông lên cao hơn. Một nhịp nữa thôi, hít sâu, rướn người lên. Rồi từ từ thở ra, hạ đầu gối dưới sàn, hạ phần thắt lưng. Hít vào, ngẩng mặt, nhìn lên. Thở ra, cuộn người vào trong. Hít vào, ngẩng mặt, nhìn lên. Và thở ra, cuộn người vào trong. Từ vị trí này, bạn nhón mũi chân ra sau, tay bám chặt và đẩy người lên trong động tác chỗ úp mặt, động tác downward facing dog. Đẩy dài người thẳng ra sau, thở dài ra, hít và thở ra. Rồi nhẹ nhàng nhìn về phía trước, vươn người lên, vươn tới lúc nào mà cánh tay phía trước của bạn vuông góc. Giữ và hóp bụng chặt ở đây trong động tác plank, nhìn xuống sàn, giữ đây vài nhịp thôi. Rồi từ từ hạ hai đầu gối của bạn xuống dưới sàn. Lặp lại lần nữa, cố gắng giữ hông, giữ phần thắt lưng nâng lên, chỉ thẳng chân phải ra sau. Lần này mình sẽ nâng chân phải cao lên, cảm giác bàn chân phải đạp ra sau, nâng lên bằng hông. Cố gắng đừng nâng cao quá mà giữ ở vị trí bằng với mông. Đẩy thẳng cánh tay và nhìn về phía trước, chân trái úp xuống dưới sàn. 5 4 3 2 1. Từ từ hạ đầu gối phải dưới sàn. Mình đổi bên, vẫn giữ cố định hai tay, hóp bụng nhìn về trước, thẳng bàn chân trái ra. Rồi nâng chân trái lên, đừng nâng cao quá, giữ ở vị trí ngang hông và hóp bụng, siết chặt cơ bụng, nhìn về phía trước. 5 nhịp tiếp theo. 5 4 3 2 1. Hạ đầu gối trái dưới sàn, lùi ra sau, giãn lưng trong tư thế em bé, rạp người xuống, lỏng tràn ra. Hít thở đây một nhịp. Rồi ngẩng mặt nhìn về phía trước, vẫn bám hai tay dưới sàn, đẩy người về trước, hai đầu gối mở rộng bằng hông.
Lần này bạn bước bàn chân phải ra ngoài bàn tay phải. Bàn chân phải đặt ngoài bàn tay phải, nhìn về phía trước. Tay phải chống lên đầu gối và ép phần hông của bạn về phía trước. Cố gắng giữ cho cổ chân và đầu gối vuông góc với nhau. Từ từ rút tay trái lên và vươn cao tay trái của bạn lên trời. Nhấn và giữ chặt phần hông ở đây. Hít vào, vươn tay phải lên luôn. Rướn căng tay phải, kéo dài người lên. Từ vị trí này hít vào, ngẩng mặt, nhìn và vươn hai tay cao lên. Thở ra, bạn nhón mũi chân sau, chống hai tay lên phần thắt lưng, lên phần hông. Bám chặt và nhón mũi chân phía sau, nâng đầu gối sau lên khỏi sàn. Nhịp đầu tiên hít vào, nâng lên. Thở ra, hạ đầu gối sau dưới sàn. Hít vào, nâng lên. Thở ra, hạ đầu gối sau dưới sàn. Ba nhịp nữa thôi, hít vào, nâng lên. Thở ra, hạ đầu gối sau. 4. Thở ra, hạ đầu gối. Nhịp cuối cùng, 5. Và thở ra, hạ đầu gối dưới sàn. Hít vào, vươn hai tay, rướn lên, úp bàn chân trái xuống dưới sàn. Chống tay phải xuống đầu gối và chống tay trái xuống đất trở lại. Nhìn thẳng về phía trước. Và hạ tay phải xuống sàn, rút đầu gối phải ra sau. Đứng trên 4 điểm, lắc nhẹ người, vai và thắt lưng. Mình đổi bên tập cho đầu gối và bàn chân bên trái. Nhìn về phía trước, bước chân trái ra ngoài bàn tay trái. Hai tay đặt vào bên trong. Tay trái bạn đưa lên đầu gối, đẩy người về phía trước. Đừng giữ người lùi về phía sau nhiều quá, nó sẽ đau lên đầu gối của bạn và không dùng được lực cho bắp đùi bên phải nha. Đẩy về phía trước. Nhưng cố gắng giữ cổ chân và đầu gối vuông góc. Tay phải ép dưới sàn, nhìn về trước. Rồi từ từ chống tay trái lên đầu gối, đẩy tay phải và nâng người lên. Tay phải vươn cao lên trời. Rồi rướn tay trái lên luôn, nhìn thẳng về trước, giữ ở đây và hít thở đều. Một nhịp thở nữa, hít sâu. Rồi thở dài, chống hai tay lên đầu gối, lên hông của bạn, nhón mũi chân sau lên. Bám các ngón chân sau chắc dưới sàn. Nhìn thẳng về phía trước, mình bắt đầu nâng đầu gối sau lên. 5 nhịp, bắt đầu hít vào, đầu gối sau nâng lên khỏi sàn. Thở ra, hạ nhẹ xuống sàn. Hít vào, nâng lên. Thở ra, hạ xuống sàn. 3. Hạ xuống sàn. 4. Hạ xuống sàn. Cố lên một nhịp nữa thôi. 5. Rồi hạ đầu gối xuống sàn, úp bàn chân ra sau, hít. Hai tay vươn, rướn cao người lên. Thở ra, tay trái hạ lên đầu gối. Tay phải chống xuống đất, nhìn về phía trước và rút chân trái ra phía sau. Lắc nhẹ phần hông, vai rạp dài ra sau trong tư thế em bé. Rướn lưng ép ra sau, thở dài ra. Nhịp thở nữa, hít. Rồi từ từ trườn người về phía trước. Hai tay chống, hai đầu gối chống và mở rộng ra bằng hông. Nhón mũi chân sau. Từ vị trí này cố gắng giữ cổ tay và vai thẳng hàng nhau. Bạn chỉ cần nâng lồng ngực của bạn lên phía trên. Nhón mũi chân sau, chống xuống sàn. Từ đây bạn nhấc nhẹ hai đầu gối của bạn lên khỏi sàn. Nhấc lên một chút xíu, mắt vẫn nhìn về phía trước. Giờ đừng đẩy người ra sau nhiều quá, mà cố gắng đưa người về phía trước, nâng đầu gối cao lên. Giữ đây một chút xíu trước khi mình thẳng ra trong động tác đeo đó. Giữ thẳng nè, giữ đây trước khi vô đeo đó. Một nhịp nữa, hít sâu. Rồi thẳng đầu gối và đẩy dài người ra. Đeo đó, thở dài và dẹn lưng ra sau. Hít bằng mũi, thở dài ra.
Một nhịp nữa hít sâu. Thở ra, nhìn về phía trước và bước chân phải lên giữa hai tay. Chân phải bước lên đầu thẻ, nhón các đầu ngón tay, ngẩng mặt, nhìn về trước, hai tay đặt lên đầu gối phía trước, giữ chặt hông sau, bàn chân phía sau đẩy thẳng, đạp thẳng gót chân ra sau và bạn đưa tay trái chìa ra sau, tay phải vươn ra thâu, các ngón tay đan đẩy thẳng người về phía trước, cầm và khuôn mặt chỉ về phía trước, rướn dài người thẳng ra, hít bằng mũi và thở ra sâu. Một nhịp nữa, rướn căng người, hít sâu. Thở ra, bạn gỡ hai tay ra luôn nhưng cố định phần thân trên, chỉ các ngón tay về phía sau, ngẩng mặt nhìn về trước. Một nhịp cuối cùng, hít sâu, hạ đầu gối trái xuống dưới sàn, mở ngang hai tay, nhìn về trước, hít bằng mũi. Rồi thở dài ra, một nhịp nữa hít vào, các ngón tay đan đẩy vai ra sau, nâng đầu gối sau và ra người về phía trước, đạp thẳng bàn chân phía sau, đạp thẳng chân phía sau, nhìn chéo về trước, hít sâu, thở dài ra, một nhịp nữa hít sâu, rồi thở ra, đáp tay xuống sàn. Bạn chặt tay, rút ra sau trong động tác đao đót, đẩy dài hông, rạp lưng xuống sàn. Thở ra, hít vào, hạ hai đầu gối, lùi ra sau trong tư thế em bé. Thở dài, ở đây một nhịp hít sâu và thở dài ra. Từ từ bàn tay nhìn về phía trước, mình lặp lại động tác hồi nãy. Trước khi lên đao đót, giữ thẳng vai, nhón mũi chân, cố định phần vai và phần thân trên ở đây. Nâng hai đầu gối lên, nâng lên một chút xíu thôi. Nhìn về phía trước, gồng chắc cơ bụng lại. Giữ, hít đều. Thở ra. 3 2 1 Đẩy thẳng chân và đạp người ra sau trong động tác đao đó. Đẩy dài ra, nhìn về trước và bước chân trái lên giữa hai tay. Đầu gối chân sau hạ dưới sàn, nhìn thẳng về phía trước. Từ từ mở hai tay, chỉ ra sau, đan các ngón tay kéo căng vai dài ra sau và bạn nâng đầu gối sau lên luôn, rạp dài người về trước, giữ. Hít thở chậm, đạp chắc chân trước, đạp chắc mũi chân sau, rướn và kéo căng phần thân trên của bạn ra. Một nhịp thở nữa, hít. Rồi thở ra, gỡ hai tay ra, chỉ bàn tay ra sau, rướn ngực về phía trước nhiều hơn. Hít đều. Thở dài ra. Nhịp cuối cùng, hít sâu. Rồi, thở ra, chống hai tay xuống sàn. Bước chân trước ra sau và đẩy hông lên trong động tác đao đó. Rạp dài người ra sau. Hạ hai đầu gối, lùi ra, dạng lưng trong tư thế em bé. Rạp người ra sau. Giữ đây một nhịp thở, hít đều. Và thở dài ra. Ngẩng mặt, nhìn về phía trước, các ngón tay vẫn bám dưới sàn. Hai đầu gối mở rộng ra bằng hông. Lần này mình sẽ nâng một tay và nâng một chân lên. Phi thức trước nhất, thứ nhất bạn nâng cơ bụng của bạn lên trước, thẳng chân phải ra sau, mũi chân chống dưới sàn, giữ bụng căng lên, tay phải bám dưới sàn. Cố định phần thân sau, dồn lực lên tay phải và rút tay trái, chỉ thẳng về phía trước, giữ đây 5 nhịp. 5 4 3 2 1 Chống tay trái dưới sàn, đổi bên, hạ đầu gối phải, nâng hông và đạp thẳng chân trái ra sau, mũi chân trái nhón dưới sàn,
úp bàn chân phải, dồn lực qua tay trái, nâng cơ bụng lên và vươn tay phải thẳng về phía trước, nhìn chéo vào một điểm trước mặt. 5. Cảm giác toàn bộ người kéo dài ra từ gót chân tới mũi tay. 4 3 2 1 Chống tay xuống sàn, trở lại. Hạ đầu gối, lắc lư vai qua phải, qua trái, rạp người ra. Nhón mũi chân từ vị trí này, giữ vai cố định, mình nâng đầu gối lên một chút xíu nữa nè. Nâng hai đầu gối của bạn lên, nhìn thẳng về phía trước, bụng siết chặt lại. Giữ đây trước khi mình vào động tác đau đó, giữ một chút xíu nữa. Hít, thở dài ra. Một nhịp cuối cùng, hít sâu. Và thở ra thẳng đầu gối, đẩy ra sau. Trong động tác đau đó, dài lưng ra sau. Bước chân phải của bạn lên giữa hai tay. Hai tay đặt lên đầu gối phía trước và nhìn về phía trước, hạ đầu gối sau dưới sàn. Mở hai vai ra, nhìn thẳng về trước, từ từ chống hai tay lên lưng. Hít vào, đầu gối sau nâng lên. Một nhịp nâng đầu gối. Thở ra, rạp dài người về phía trước. Chỉ hai tay ra sau. Hít vào, nâng lồng ngực lên, hạ đầu gối sau dưới sàn. Một nhịp nữa hít, nâng đầu gối, đổ người về trước, rạp hai tay, chỉ hai tay ra sau. Hít, nâng lên, thở ra, hạ đầu gối dưới sàn. Nhìn về trước, chống hai tay, rút chân trước ra sau trong động tác đào đót. Đẩy thẳng người ra sau, bước chân trái lên giữa hai tay. Nhìn về trước, đầu gối sau hạ dưới sàn. Hai tay chống lên hông, nâng người lên. Hít vào, đầu gối sau nâng lên. Thở ra, rạp về phía trước, đưa hai tay ra sau. Hít vào, nâng người lên. Thở ra, hạ đầu gối sau. Một nhịp nữa, hít vào, đầu gối nâng lên, rạp người về phía trước, hai tay đưa ra sau. Hít lên, hạ đầu gối dưới sàn. Hít vào, nâng lên, rạp về trước, chống hai tay dưới sàn, rút chân trước ra sau trong động tác đau đớn. Đẩy thẳng dai lưng và thở ra. Hít vào, vươn về trước, hạ đầu gối, bụng, ngực cầm dưới sàn, lật lồng ngực, uốn lưng, ngẩng mặt, nhìn lên, nhón chân và đẩy ra sau. Trong động tác đau đớn trở lại, dài lưng, giãn ra sau, bạn có thể lắc hông, lắc vai nhẹ nhàng ở đây, đẩy người ra. Một vòng cuối cùng, cho đầu gối, hạ hai đầu gối của bạn dưới sàn, hai tay bạn đạm chắc về phía trước. Nhìn về phía trước, lặp lại, căng bụng lên, đá chân phải ra sau, chỉ ngón chân phải dưới sàn. Lần này mình sẽ nâng chân lên và hạ xuống trong vòng 5 nhịp. 1. Nâng lên bằng với mông thôi. Hạ xuống. 2. Hạ xuống. 3. Xuống, cố gắng thẳng tay phía trước. 4. Xuống. 5. Hạ xuống, rồi đổi bên. Hít. Thẳng chân trái ra sau, nhìn về trước, nâng chân lên, nhịp đầu tiên thẳng phần tay và hóp bụng chắc. 1. Hạ xuống. 2. Hạ xuống. 3. Hạ xuống. 4. Hạ xuống, nhịp cuối cùng. 5. Rồi, hạ xuống, hạ đầu gối xuống luôn, lắc vai qua phải, qua trái, rồi chéo hai chân và ngồi lên phía trước thảm. Ngồi thẳng lưng lên, đặt hai chân chéo, lồng ngực và vai mở rộng ra. Tay trái bạn đặt lên đầu gối bên phải, tay phải bạn đưa ra sau, xoắn hết người về phía sau, bẫy lưng và vai ra sau. Thở dài ra. Giữ đây một vài nhịp thở, bẫy nhiều người ra sau, tay trước nắm chặt vào đầu gối, các ngón tay sau chống dưới sàn. Bạn có thể chống nguyên bàn tay cũng được, nhưng mà như vậy lực sẽ yếu hơn. Tốt nhất là bạn nên chống các đầu ngón tay và bẫy người ra.
thì lúc này lực bẩy của bạn sẽ được nhiều nhất và vai của bạn mở ra nhiều hơn. Một nhịp ở đây nữa thôi, xoắn người ra sau, rồi quay về đầu thảm. Đổi bền, tay phải bạn chống lên đầu gối bên trái, tay trái bạn đưa ra sau, nhón các đầu ngón tay chống dưới sàn, hóp bụng và xoắn người nhiều ra sau. Nhìn hết về phía sau, thở ra, tay trước nắm chặt vào đầu gối, mắt nhìn về sau, mở lưng ra, xoắn bụng nhiều ra sau. Một nhịp nữa, hít sâu, rồi thở dài, bẩy ra sau và từ từ quay về phía trước, nằm dài xuống sàn. Hai chân chống bên cạnh hông, úp hai bàn tay bên cạnh người, mình nâng người lên trong động tác cây cầu. Đạp chặt hai chân của bạn như sàn, bạn từ từ nâng hông lên, nâng cao lên và đan các ngón tay ép chặt vào dưới sàn, mở hai bả vai nhiều vào trong, hai bàn chân đạp chắc lại, giữ đây một vài nhịp. Cố gắng đừng bẩy đầu gối ra ngoài mà hãy khép đầu gối vào trong, chỉ đầu gối căng về phía trước và đạp thẳng bàn chân của bạn dưới sàn, đẩy hông cao lên, hít và thở dài ra. Từ vị trí này, bạn từ từ gập hai, kép khép hai chân vào trong, đầu gối khép lại, hai bàn chân khép lại, chập vào giữa thảm, hai chân khép, hai đầu gối khép, giữ chặt ở đây 5 nhịp thôi. 5 4 3, đẩy cao hông lên, 2 1, rồi bạn từ từ đá thẳng chân phải về phía trước, vẫn kẹp chặt đầu gối nhưng mà chỉ thẳng chân phải ra. 5 4 3 2 1, hạ chân phải xuống, đẩy hông cao lên, mình đổi chân, đá thẳng chân trái về trước, hai đầu gối kẹp chặt vào nhau. 5 4 3 2 1, chống chân trái xuống dưới sàn, từ từ mở hai đầu gối ra, gỡ hai tay, úp hai tay xuống và từ từ thả lỏng các đốt sống của bạn dưới sàn, lỏng lưng ra, hai đầu gối bạn ôm vào lồng ngực, lắc nhẹ người qua phải qua trái, lỏng thắt lưng ra, mềm người ra. Chống hai chân về bên hông, bưng hết mông của bạn qua bên phải, vắt chân phải qua chân trái, hạ hai đầu gối về bên trái và xoắn người mở ngang về bên phải. Xoay hết mặt về bên phải luôn, cảm giác hơi xoắn ở phần thắt lưng. Ép đầu gối của bạn chạm tới sàn luôn nếu được. Rồi nhẹ nhàng nâng người lên, mang hông của bạn về bên trái, vắt chân trái qua chân phải, đổ đầu gối về bên phải và mở tay về bên trái, xoay khuôn mặt về bên trái luôn, xoắn nhẹ lại thắt lưng, nhắm mắt và hít thở một nhịp nữa đây. Rồi từ từ quay về giữa thảm, hai chân bạn chống bên cạnh hông, hai tay úp bên cạnh người. Động tác cuối cùng trước khi kết thúc, hai tay úp, hai chân bạn chỉ thẳng lên trời, các ngón chân chỉ lên trời rồi mở ngược về phía khuôn mặt. Phần bâu của bàn chân, bâu bàn chân của bạn đẩy thẳng lên, hạ từng chân xuống trong vòng 10 nhịp. 1, hít vào lên, 2, hít lên, 3, hít lên, 4, hít vào nâng lên, 5, 6, siết chặt bụng lại, 7, 8, 9, 10, nâng hai chân lên luôn, chỉ mũi chân lên trời và hạ chân dần hai chân xuống sàn, 1, 2, 3, siết chặt thắt lưng, hóp chặt bụng vào, 4, 5, 6,
7, 8, 9 và 10. Hạ xuống sàn luôn, kéo hai đầu gối vào lồng ngực, lắc nhẹ lưng, lắc nhẹ vai, dùng hai tay nắm lấy hai ngón chân trong động tác happy baby. Thả lỏng thắt lưng và thả lỏng vai của bạn ra. Một nhịp thở cuối cùng, hít, thẳng hai chân, hạ lỏng xuống sàn. Hai tay của bạn lỏng ra, dài xuống sàn toàn bộ người, nằm ngửa ra. Thắt lưng, thả lỏng vai hông, cố gắng kéo vai xa đầu ra. Lỏng người xuống, nằm dài người dưới sàn và hít thở đều lại. Nếu bạn có thời gian, hãy giữ trong tư thế thư giãn này trong vòng 5 hoặc 10 phút trước khi bạn kết thúc bài tập. Giữ ở đây, thả lỏng toàn bộ người, nặng hết toàn bộ cơ thể xuống sàn. Hít bằng mũi và thở dài ra. Bạn đã tập cùng Yogi Travel VN. Mình up clip mới vào mỗi tuần. Hãy bấm vào nút màu đỏ subscribe ở bên dưới để không bỏ lỡ bất cứ clip nào nha. Cảm ơn. Namaste.